Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về bệnh bụi phổi nghề nghiệp, đặc biệt là bệnh bụi phổi xì lít nghề nghiệp và biện pháp dự phòng cho người lao động. Năm 2023, tại công ty Châu Tiến, Nghệ An, phát hiện hàng loạt công nhân mắc bệnh bụi phổi xì lít và tử vong. Tính đến thời điểm hiện tại, ghi nhận 6 trường hợp tử vong, 19 người mắc thể nặng, 25 người mắc thể trung bình, 13 người mắc thể nhẹ trong tổng số hơn 100 người lao động mắc bệnh bụi xì lít. Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo số liệu tổng hợp báo cáo năm 2023 của các trung tâm y tế tuyến huyện, có 3.559 người lao động tiếp xúc với bụi xì lít được tầm soát bệnh bụi phổi xì lít nghề nghiệp, đến nay chưa ghi nhận ca nào. Bệnh bụi phổi là gì? Bệnh phổi do bụi gây ra. Khi nói về bụi gây ra bệnh phổi thì có nhiều loại bụi khác nhau. Có những loại bụi khi hít vào sẽ gây ra triệu chứng cấp tính như viêm phế quản, hen suyễn. Bệnh bụi phổi nghề nghiệp thường xuất hiện ở những người công nhân tiếp xúc với một số bụi đặc biệt như bụi amian, bụi silic, bụi than trong khoảng thời gian trung bình 5 năm, tùy thuộc vào nồng độ, số hạt bụi silic trong không khí. Năm 2017, toàn quốc có 28.000 người lao động mắc bệnh nghề nghiệp. Trong đó, các bệnh liên quan đến bụi phổi chiếm 74%. Năm 2022, thực hiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp là 465.230 trường hợp, tăng 120% so với năm 2021. Trong đó, đã khám phát hiện được 1.328 trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp, chiếm 0,3 tổng số khám, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ người mắc bệnh bụi phổi chiếm hơn 19%. Trong 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội ở nước ta, tỷ lệ phát hiện bị bệnh bụi phổi xì lít nghề nghiệp là cao nhất trong nhóm bụi phổi và phế quản. Đặc điểm của bệnh là xơ hóa và phát triển các hạt ở hai phổi gây khó thở. Về X-quang phổi có hình ảnh tổn thương đặc biệt. Ngành nghề có tiếp xúc với bụi xì lít. Những người làm các công việc tiếp xúc với bụi xì lít tự do chủ yếu như khai thác quặng đá có chứa xì lít tự do, đẽo mài đá có chứa xì lít tự do, tán, nghiền, sàn các quặng đá chứa xì lít tự do. Công việc đúc tiếp xúc với bụi cát khuôn, làm sạch vật đúc. Làm sạch hoặc làm nhẵn vật bằng tia cát. Sản xuất, chế biến thủy tinh, gạch chịu lửa, đồ gốm. Công nhân làm trong công trình xây dựng như thợ hô, thợ rèn, thợ cắt, thợ mài. Triệu chứng. Khó thở gắng sức là triệu chứng cơ bản, đặc hiệu của bệnh do xơ hóa phổi hoặc khí thủng. Ho và khạc đàm. Giai đoạn đầu thưa, ít, về sau ho và khạc đàm thường xuyên và kéo dài là biểu hiện của viêm phế quản mạn tính. Đau ngực là dấu hiệu hay gặp, thường đau ở vùng đáy phổi. Ho ra máu, khạc đờm đen. Ho ra máu thường trong trường hợp kết hợp với bệnh lao phổi. Ho khạc đờm đen, trong, lỏng, gặp ở công nhân ngành than. Tiến triển. Bệnh tiến triển chậm, xơ hóa ngày càng lan tỏa. Nếu phát hiện sớm và ngừng tiếp xúc với bụi, bệnh nhân hạn chế được biến chứng sau này. Bụi phổi xì lít là bệnh không hồi phục. Dự phòng, biện pháp kỹ thuật. Thay các nguyên liệu ít hoặc không có chứa xì lít. Sản xuất trong chu trình khép kín, tránh làm bụi phát tán rộng, sản xuất lệch ca. Cơ giới hóa, tự động hóa quá trình sản xuất, thông gió, hút bụi, che chắn máy phát sinh bụi. Kiểm tra quan trắc môi trường lao động. Biện pháp y tế. Khám tuyển dụng, bố trí việc làm. Tầm soát khám sức khỏe định kỳ. Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Biện pháp cá nhân. Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, làm việc trong môi trường có bụi. Đeo khẩu trang thường xuyên, mặt nạ khi cần. Thực hành vệ sinh cá nhân sau ca làm. Những cơ sở y tế có khám chữa bệnh nghề nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. 1. Phòng khám điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 957 đường 3 tháng 2, phường 7, quận 11. 2. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 1A Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình. 3. Bệnh viện Đa khoa Bưu điện, địa chỉ Lô 9 Thành Thái, phường 15, quận 10. 4. Phòng khám điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 159 Hưng Phú, phường 8, quận 8. 5. Phòng khám điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Nam, địa chỉ 124-126 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1.
6. Bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp, địa chỉ 313 Âu Dương Lân, phường 2, quận 8. 7. Phòng khám điều trị bệnh nghề nghiệp trực thuộc khoa khám bệnh của Bệnh viện quận Thủ Đức, địa chỉ 29 Phú Châu, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức. 8. Bệnh viện Lê Văn Thịnh, địa chỉ 130 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức. 9. Bệnh viện Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 72/3 Trần Quốc Thảo, phường 8, quận 3. 10. Phòng khám điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp Sài Gòn, địa chỉ 4423 Nguyễn Cửu Phú, khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.